Chào mọi người đã trở lại kênh review bất động sản Nhân Trạch. Đến với chuyên mục bất động sản cần bán, hôm nay em giới thiệu tới mọi người lô đất Giá Ngộp thuộc dự án Richland của thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Vị trí của nó là nằm sau lưng dự án Thăng Long Home Hiệp Phước mọi người nhé, nằm trên đường 25B hay còn gọi là đường Tôn Đức Thắng. Mọi người có thể đánh dấu cái vị trí là dự án Thăng Long Home Hiệp Phước thì nó ra, và cái dự án này nằm sâu lân, có nghĩa là đường Tôn Đức Thắng tới dự án Thăng Long Home Hiệp Phước và tới dự án Richland này. Hôm nay em giới thiệu cho mọi người cái lô đất Giá Ngộp 100m2 5x20 từ bản đồ số 68 thửa 628 thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Mọi người có thể kiểm tra thông qua Google Play hoặc là Apple Store, cái phần mềm là Đồng Nai Lít hoặc là Quy hoạch Đồng Nai mọi người nhé. Lô đất này là 5x20, thổ cư 100%, sổ sẵn, Giá Ngộp là chỉ 1,8 tỷ thôi mọi người, đường rộng là 17m mọi người nhé. Lòng đường là khoảng 8m, còn hai bên đường đi bộ là 9m nữa. Khu vực này thì hai xe tải nói nhau là ok về đất dự án mà mọi người. Cái lô đất này thì nằm mặt tiền đối diện công viên luôn mọi người. Khu này là nhà mọi người nhá, và lên một đoạn ngay chỗ cái ngõ ba đó là bắt đầu tới công viên rồi, nên là rất là gần cái khu công viên, để mọi người sau này mọi người ở thì nó ra công viên rất là gần, mát mẻ mọi người nhá. Lô này thì hướng đông, do vậy nên là buổi chiều rất là mát mẻ mọi người, còn nắng buổi sáng thì không ăn thua. Nắng buổi sáng thì theo vitamin D, anh em phương Tây thì đi phơi nắng vào buổi sáng rất là nhiều mọi người nhá. Lô này thì dính một nửa cái tụ điện đó, và kéo qua cái cây này nhân 20m, giá 1,8 triệu. Khu vực này thì đang chào cái giá 25 triệu một mét mọi người. Lô này thì họ ngộp nên là họ giảm trực tiếp xuống 8 triệu một mét mọi người nhá, chỉ còn giảm xuống 7 triệu một mét, chỉ còn 18 triệu thôi. Còn những anh em nào mà đang vay ngân hàng mà chưa ngộp lắm thì cái giá đang hạ dần về 22, 23 triệu một mét đó mọi người. Riêng lô này là hạ thẳng xuống luôn là cần bán gấp mọi người nhá. Nên là anh chị nào đầu tư cái dự án Richland hoặc là Thăng Long Home này thì gọi cho Sông 0369 862 268. Lô này là ngộp thực sự đúng mọi người, mình cũng mới lấy khi tối thôi, mình quay cho mọi người xem nhé. 5x20, thổ cư 100%, sổ sẵn, giá 1,8 triệu. Để mình quay cái sơ bộ cái khu vực cho mọi người xem. Rồi đó, anh em xuống xem đất mới uống trà tắc này mọi người. Để mình quay đường 17m rất là rộng mọi người nhé, hai bên là có bóng mát. Phía sau lưng là cũng dự án Richland đó, trong nằm công viên, nhưng mà mặt tiền đường lớn thì người ta xây luôn để hoàn công rồi ra sổ. Còn đối với những cái trục đường 17m phía trong này á thì là sổ đất mọi người nha, sổ sẵn công chứng ngay, đất cao ráo mọi người. Xây dựng thì một trệt hai lầu mọi người nha, đó là cái quy hoạch của khu này. Mọi người đi ra đường 25B thì chỉ có chưa đầy 100m, và lên thành phố Hồ Chí Minh thì rất là gần thông qua cái vòng xoay cao tốc giữa quốc lộ 51 so với Long Thành Dầu Dây, hoặc là lên cái đường 319 đó mọi người. Từ đây lên đường 319 thì cỡ tầm 8 cây số mọi người nha. Mọi người chạy lên cái cây xăng Tín Nghĩa và mọi người rẽ phải lên đường cao tốc 319 thì tầm 8 km. Còn giờ đây mọi người chạy qua ngõ ba Nhân Trạch và chạy lên vòng xoay cao tốc giữa Long Thành Dầu Dây và quốc lộ 51 thì chỗ này chắc cỡ tầm 6 cây số mọi người, 6 đến 8 cây cũng tương đương đó mọi người nhé. Hôm nay em gửi tới mọi người lô đất Giá Ngộp, ai đầu tư thì hỏi cho em. Vị trí là cực kỳ đắc địa mọi người, nằm trên dự án này nằm trên trục đường Tôn Đức Thắng, là một trong trục đường huyết mạch bây giờ của huyện Nhân Trạch mọi người nhé. Chuyên chở nền kinh tế Nhân Trạch bây giờ, đây Bà Rịa Vũng Tàu, đây thành phố Biên Hòa, đây thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là đây các
tỉnh miền Đông Nam Bộ mọi người nhé. Gửi cho mọi người cái lô đất giá ngộp ở thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Anh em nào đầu tư thì gọi cho Sông nhé. Có thấy sản phẩm này phù hợp với anh em bạn bè thì giới thiệu và gửi link. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Để mình quay cái đường đi cho mọi người xem nhé. Mình lập ra nhóm Zalo cho anh em đầu tư ở ngoài huyện Nhân Trạch tham gia để tăng khả năng tiếp cận với những bất động sản đẹp giá ngộp ở huyện Nhân Trạch. Anh chị không cần kết bạn, không cần đăng tin, không cần bình luận, chỉ cần nhìn bất động sản và giá. Anh chị đầu tư thì hãy gọi cho em. Link tham gia nhóm mình để dưới phần mô tả. Đồng thời em mở thêm dịch vụ review bất động sản thực tế, review bất động sản của anh chị hoặc những vùng bất động sản mà anh chị quan tâm. Anh chị cần thì liên hệ cho em với chi phí 2 triệu đồng trên một video, cộng thêm dịch vụ test quy hoạch và kiểm tra xây dựng cho nhà đầu tư ở xa. Anh chị có nhu cầu thì hãy gọi cho em với chi phí 1 triệu đồng. Em bỏ thời gian ra 2 buổi để lên làm bản test quy hoạch và kiểm tra thông tin xây dựng cho anh chị. Anh chị scan sổ đất gửi qua Zalo cho em và em sẽ scan cái kết quả gửi lại cho anh chị. Em nhận ký gửi bất động sản ở các xã Cánh Đồng của huyện Nhân Trạch gồm Phước Thiền, Hiệp Phước, Long Thọ, Phước An, Long Tăng, Phú Hội, Phú Thành, Vĩnh Thanh và các dự án có sổ ở huyện Nhân Trạch như dự án HUD xây dựng Hà Nội, Sunflower, DTA Phước An, Thịnh Hưng, EcoSun. Anh chị có nhu cầu đầu tư bất động sản hoặc có bất động sản cần bán thì hãy gọi cho em thông qua số điện thoại 0369 862 268. Anh chị có thể gửi sổ và giá thông qua cái Zalo 0369 862 268. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.